Ok, và hello chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi, thì tình hình là nếu mà nói về những cái clean mà dành cho điện thoại thì tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì anh em là mỗi người cũng đã có một cái clean riêng khác nhau rồi đúng không? Có những bạn thì xài clean Flowsu, có những bạn thì xài clean Data và có những bạn là xài clean Acer X. Thì hầu hết là những cái clean bây giờ thì mọi người sử dụng rất là đơn giản và thoáng hơn lúc trước rồi. Tại vì sao? Tại vì ở cái thời điểm hiện tại thì Flowsu thì mọi người có thể là sử dụng cắt ghép cây thủ công bình thường này, hoặc là mọi người bypass cây để mọi người có thể là lấy được cây. Còn đó với lại Data với lại là Acer X thì ở thời điểm hiện tại là trên kênh của tôi là đã có hai cái phiên bản không cần ghép cây rồi đó. Và nói chung là ở thời điểm này thì tôi biết là có rất là nhiều bạn là sẽ không có cần xem cái video này đâu, tại vì là mấy bạn sẽ bảo là cái thứ mà ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho tất cả các ông ấy thì nó sẽ rất là cùi, với lại là nó sẽ không có so sánh được với lại là những cái clip khác đúng không. Rồi thì trong video ngày hôm nay thì tôi có một cái clip cực kỳ hay và cực kỳ vip dành cho tất cả các ông đây. Và cái clip này thì nói chung là nó có thể đem ra so sánh với lại cái clip Data luôn cho tất cả các ông. Lý do tại sao mà tôi lại so sánh với lại Data mà không so sánh với lại Flowsu, tại vì cái cách mà bố trí cái giao diện của nó thì như mấy ông có thể thấy nè, là khi mà mấy ông mới vừa cài vào cái clip này thì mấy ông sẽ có một cái logo menu ở chính giữa y chang bản Data luôn mọi người ạ. Chính vì thế thì tôi mới tiến hành tôi so sánh cái bản này với là bản Data ha. Rồi thì đó mới là cái bản Flowsu ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông thì đây là phiên bản mới nhất, đó là 2.624 và nó được một cái là nó y chang cái bản Data luôn, là nó không có cần phải ghép cây nha mọi người. Bản này là không cần ghép cây hoàn toàn 100% luôn, việc của anh em chỉ cần lấy về và sử dụng thôi, và nó có thể là hỗ trợ cho anh em chạy rất là nhiều những cái clip luôn nha. Nó có thể hỗ trợ cho anh em thì hầu hết là full sầu rip luôn nha anh em đó, thì sầu rip nào cũng có thể sử dụng được luôn đấy. Nó sẽ theo kiểu là nó cũng y chang Data thì nó cũng hỗ trợ cho anh em full sầu rip, nhưng mà được một cái nó khác Data là anh em biết nó khác cái gì không, là nó sẽ không có bị văng như Data, và đặc biệt là đối với là cái bản này là nó không có dùng chung cái file Acer X nha anh em đó. Thì chính vì thế là nó sẽ rất là ngon và rất là mượt luôn, dành cho những anh em nào mà muốn sử dụng ha. Thì nói chung là tôi chỉ review nhanh qua thôi, còn anh em muốn sử dụng hay không thì tôi đều để dưới phần bình luận game để cho anh em trải nghiệm ha. Rồi thì đó là bản này, thì khi mà mọi người mở lên thì nó có cái giao diện thì cái phông chữ hơi khó nhìn một tí, nhưng mà khi mà mọi người làm quen rồi thì mọi người cũng thấy nó sẽ khá là dễ thôi. Vì đầu tiên là nó sẽ hiển thị là cái số FPS trên máy của mọi người này, cái thứ hai là cái tên nha mọi người, tên của cái bản này thì nó hơi bị quần tà là dằn một tí, nó có tên là TX3X Block gì đây đó. Và ở đây là nó sẽ có cho mọi người ba cái tab luôn, ba cái tab dùng để chạy ba cái sầu rip khác nhau trên cùng một lúc nha mọi người. Và ngoài ra thì ở đây là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là cái phần file này thì dành cho những anh em nào mà lưu sầu rip thì nó sẽ hiển thị bên cái hình một file ha. Rồi cái chỗ chính giữa này là để cho anh em nhập sầu rip vào này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có XUT có nghĩa là chạy sầu rip này, Clipboard là những cái sầu rip mà mọi người đã lưu này, Clear là có nghĩa là mọi người sẽ tiến hành mọi người xóa cái sầu rip đi nè đó. Và ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người về thêm những cái chức năng khác, chẳng hạn như là hỗ trợ cho mọi người mở sầu rip fly này, có nghĩa là hỗ trợ cho mọi người bay nè đó. Rồi ở đây thì mọi người muốn chạy cái sầu rip bay này thì mọi người chỉ cần click vào thôi thì nó sẽ tiến hành nó mở cái sầu rip này lên nha mọi người đó. Ở đây thì tôi sẽ tiến hành tôi chạy thử cái sầu rip bay đó, rất là nhanh luôn nha anh em. Đây sầu rip bay nè đó, sầu rip này thì tôi nghĩ anh em biết quá rồi, cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em là sẽ bay ha. Rồi tốc độ thì anh em có thể là cộng nó lên để anh em bay nhanh hơn đó. Cái này thì nó sẽ có tự động có sẵn trong cái bản clean này luôn đấy. Rồi ở đây thì tôi không bay nữa thì tôi tắt nó đi đó, tắt nó đi ha. Rồi và ngoài ra thì có phần cài đặt nè đấy, thì nói chung là rất là nhiều phần cho anh em luôn. Rồi thì nói chung là cái bản này thì như tôi đã nói rồi, cái nó y chang bản Data thôi, nhưng mà khác một cái là nó sẽ hỗ trợ cho anh em không cần cái cây và không có chạy chung file với lại là Acer X. Chính vì thế là nó sẽ rất là mượt và cực kỳ tối ưu cho anh em nào mà máy yếu ha. Rồi ở đây thì tôi sẽ tiến hành tôi copy thử một cái sầu rip để tôi chạy cho anh em xem ha. Rồi thì ở đây là tôi sẽ tiến hành tôi dán sầu rip vào rồi, thì bây giờ mọi người dán vào rồi mọi người nhấn XQT đó là nó sẽ tiến hành nó chạy sầu rip này thôi. Và cái bản sầu rip này là tôi đã từng review rồi, nó có tên là Hero Hub Premium nha mọi người. Bản này là bản premium ha, nhưng mà nó free hoàn toàn thôi, thì bởi vậy là anh em có thể là lấy ở dưới phần bình luận game đó. Thì đặc biệt là đối với lại cái bản clean này là nó hỗ trợ cho mọi người full sầu rip, thì bởi vậy là những cái tính năng trong những cái sầu rip là sẽ hoạt động đầy đủ nha anh em. Đây chẳng hạn như là phần sale event này đó, phần nói chung là hoạt động đầy đủ từ A tới Z cho anh em sử dụng luôn. Còn về chế độ thì nói chung là cái bản này là tôi đã test rồi, chủ yếu là tôi lấy vào để tôi cho anh em biết là cái bản clean này là nó vẫn hỗ trợ cho anh em chạy bình thường ha. Đó rất là ngon nha anh em, đấy chạy rất là bình thường luôn đó, farm đủ thứ là ok luôn nha anh em. Rồi thì nói chung là bản này nó hỗ trợ cho anh em farm đủ thứ luôn ha. Rồi thì nói chung là tôi chủ yếu tôi lấy vào để tôi test cho anh em là nó vẫn hoạt động đối với lại là cái clean này thôi. Còn ví dụ ngoài ra anh em có thể là chạy những cái sầu rip khác ha. Rồi thì nói chung là video này thì tôi chỉ review nhanh về cái bản clean này thôi. Nếu anh em thấy video này hay nhớ like và subscribe nha. Còn bây giờ thì cảm ơn em rất nhiều và bye bye.